Đấy, đây bên trong của nó đây có mấy cái thiệp này, thẻ bảo hành này, hướng dẫn sử dụng này. Đấy, còn đây là cái sản phẩm chính này, đây là cái đai giữ ấm anh em nhé. Cái đai này thì có rất nhiều chức năng, nó giữ làm ấm bụng anh em ạ, nó giữ ở cái nhiệt độ khoảng tầm 45-48 độ C trong vòng 5 tiếng đồng hồ, nó làm ấm được 5 tiếng đồng hồ luôn, chứ không phải những cái loại tầm độ khoảng tiếng rưỡi 2 tiếng trên thị trường đâu nhé. Đấy, hãng Skype thiết kế thì rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn anh em ạ, và nó làm gọi là chỉnh chu luôn đấy, hàng đắt tiền mà. Đấy, đây là cái cục pin anh em nhé. Cục pin này thì vừa dùng để làm cung cấp điện để làm ấm cho cái đai này, và có thể dùng làm sạc dự phòng được anh em nhé. Đấy, nếu mà không dùng cái đai này thì cầm cái này để làm sạc dự phòng, dung lượng pin là 5000 mAh anh em nhé, sạc được đầy dự phòng một lần đấy. Đó, cái này thì còn có thể là quận lại anh em ạ, quận lại để làm để là sưởi ấm tay nữa. Đấy, như là đây này, anh em nào mà không dùng để làm ấm bụng ấy thì có thể dùng làm ấm tay, quận cái này vào đây xong nó có cái dính dính này đó. Mùa đông rồi, kể cả là không phải để dùng để chữa đau bụng cho chị em đến tháng, thì đến mùa rét ấy mọi người mặc cái này, đeo cái này ở bên trong áo thì đi làm có mà cũng ấm cả buổi luôn, đúng không ạ? Sản phẩm rất là hay.